Mình tin chắc các bạn đang nghe nhiều câu như Acer, Nitronlam, Tiger Eye 022 là một cỗ máy cực kỳ là hủy diệt ở trong phân khúc. Vậy thì hiệu năng của nó như thế nào, có thật sự như thế hay không? Và mình đã tìm ra những cái lỗi nó cực kỳ là khó chịu ở trên chiếc laptop này. Cùng mình đến với video này nhá. Cảm ơn anh em đã chọn video này. Mình là Đại Công Nghệ. Có những cái thông tin nhá. Với Core i5 thế hệ thứ 12, RTX 3050 Ti chơi lại không ổn cho lắm. Mình sẽ thử xem nó như thế nào nhá, có đúng hay không. Theo như thông số củ sạc ở đây thì nó là 180W. Khi mà chơi game thì anh em hãy cắm sạc vào cho nó đạt đến hiệu năng tối đa nhá. Ở đây phiên bản mình đang có là Full HD màn 144Hz. Cấu hình chúng ta sẽ có là Core i5 12500H, 12x16 luồng luôn. RAM 16GB bus 3200 Dual Channel, SSD là 512GB. Và thêm một cái nữa là RTX 3050 Ti. Trong video sẽ có xuất hiện của đồng hồ đo nhiệt độ. Nhiệt độ phòng đang là 26. Mình sẽ cho cái đầu cảm biến vào đây để nó đo cái nhiệt độ gió thổi ra. Bề mặt của nó đang chỉ là 31,7 độ thôi. Đầy đủ thông tin cho anh em luôn. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng điện thoại để có thể đo được cái độ ồn của máy nha anh em. Với 4.000 vòng vẫn có thể chấp nhận được. 7.000, 7.000. Thật sự nó rất lớn anh em ạ. Quá kinh khủng. Và cái bàn này của mình gần như là nó bị rung lên luôn. Như trong app ấy thì nó hiển thị là với cái mức độ ồn như thế này thì nó sẽ ngang với khi mà anh em tham gia giao thông ở ngoài đường. Anh em biết phê thế nào rồi. Chạy quạt là auto thôi anh em ạ. Nhưng mà mình đã thấy khá là lớn rồi. Ở đây mình cũng sẽ có HP Cap Monitor để sau khi mà chơi game thì nhiệt độ lên bao nhiêu là cao nhất nhé. Với CPU đang là 76 rồi. Đồ họa lúc này thì đang là Full HD. Và tất cả mình sẽ đẩy lên cái mức cao nhất nhé. Dù sao đây một cái tựa game không quá nặng. Mọi cái hành động gần như là đều mượt mà anh em ạ. Không hề cảm thấy nó bị khựng lag. Nhưng mà FPS ở đây đang báo là có thể sụt xuống khoảng 136. Nhưng mà chúng ta sẽ không thể nhận ra được đâu. Chỉ những người nào cực kỳ tinh mắt. Nhiệt độ cao nhất lúc này đang là 81. 81 độ với CPU trong phòng điều hòa. Không quá mát nhỉ. CPU cao nhất là 95 độ C này. Với cái mức 95 độ C kia, mình nghĩ nó chỉ là cái nhiệt độ bích thôi. Một cái khoảng gần như là rất là nhỏ, nó lên 95 độ. Còn lại thì hầu hết sẽ dao động từ 70 đến 80. Mọi thứ thì đến lúc này mình thấy vẫn rất ổn, rất phê, rất ok. Với Valorant anh em nhé, 144Hz này. Max setting, anh em chơi thì còn gì hơn nữa đâu. Mình sẽ cho lên cái quạt sẽ là max nha. Anh em ơi, sờ vào bàn phím là kiểu rung rung ấy, như kiểu như kiểu lướt sóng ấy. Với cái quạt to như thế này ấy, thì mình cảm thấy rất khó chịu. Để xem nhiệt độ cao nhất của CPU là bao nhiêu nhá anh em. 87. Bây giờ mình sang đến liên minh điện thoại này. Nhiều anh em bảo thì nó cứ bị lỗi, kiểu là nó bị sóng sóng màn ấy. Mà hiện tại thì mình chơi trò này đang không sao nhá. Độ phân giải là Full HD, đồ họa là rất cao. Ok, chiến luôn nào. FPS đang cao lắm này, 240 đấy. Đây, mình bỏ giới hạn đi cho nó cao, đúng không? Bỏ giới hạn đi sợ cái gì. Với liên minh điện thoại thì nó ăn khoảng 8GB RAM và mức FPS trong giao tranh khoảng 160. Thoải mái anh em chơi rồi. Nhiệt độ CPU thì phải nói rất là thấp. Với chiếc Nitro 5 này, khi mà mình thoát game liên minh điện thoại ra ấy, tự tap ra đúng không? RAM 16GB là rất bình thường. Đấy, nhưng mà khi vào thì nó lại bị thoát game anh em ạ. Bấm vào không vào lại được. Đây mình nghĩ là một cái lỗi vặt, lại phải kết nối lại. Đây là tựa game Genshin Impact. Cái mức độ hình ảnh của nó thì mình thấy là cũng rất là ổn khi chúng ta có là mức cao này. Cấu hình này thì anh em cứ quất max setting cho mình cao nhá. Ở đây thì độ rõ nét, nếu mà muốn nét hơn ấy, anh em để lên scale là 1.5. Nhưng mà hiện tại để 1 chấm cũng ok rồi. Còn lại tất cả mọi thứ đều là cao nhất. Ngó qua một cái thì đã có 90 độ C là cao nhất rồi. Đối với CPU, một cái thông số không quá lý tưởng đúng không anh em. Còn lại bây giờ mình sẽ combo này, xem nó có bị drop nhiều không. Mức RAM hiện tại đang ăn lên đến là 10GB rồi. Sự một cái mức RAM cũng không quá cao, bởi vì đây chúng ta sẽ có một cái phiên bản lên đến là 16GB RAM cơ mà anh em. Thoải mái đi. Hầu hết thì mọi thứ đều rất mượt mà anh em ạ. Nhưng mỗi tội là
cái phần nhiệt độ này của chúng ta CPU đang khá cao, luôn luôn là ở cái mức 90 độ C. Litho Center vẫn đang để cái mức auto thôi, mình sẽ để lên max nhá. Tóm lại là với Genshin Impact thì chiếc laptop này Litho 5 ấy, nó hoàn toàn có thể chơi max setting với cái mức nhiệt độ ấn tượng khi mà anh em để max quạt. Max quạt thì chỉ là 81 đến 83, còn khi để auto thì là lên 91 92 độ C. Forza Horizon 5, đây là một cái tựa game đua xe rất phê và chúng ta đang có cái màn hình là 144Hz. Mình sẽ test benchmark của nó xem được bao nhiêu điểm nha anh em. Mức RAM cao nhất của tựa game này sử dụng là 11GB, còn với VRAM 4GB thì hiện tại card RAM của nó chỉ ăn hết là 3GB thôi, vẫn đáp ứng thoải mái. TDP của GPU cao nhất là khoảng 75W, CPU là 50. Với mức setting mình đang để ở đây là 2, trung bình của nó sẽ được 82 FPS. Số khung hình cao nhất của CPU và GPU render thì nó là trên 100. Một con số khá là ấn tượng cả về phần nhiệt độ và hiệu năng. Nhưng theo mình ấy, cái tựa game này anh em nên giảm cái cấu hình xuống một chút và để cho cái mức FPS nó cao lên khoảng là hơn 100, anh em chơi sẽ thích hơn. Còn kết quả như thế này là rất ấn tượng rồi. Và cuối cùng thì mình sẽ chấm điểm của Final Fantasy 15, cái bài Window Edition Benchmark nhá. Mức setting ở đây thì chúng ta sẽ chọn là High Quality đi, cao nhất Full HD. Sang đến với cái bài benchmark của Final Fantasy 15 thì cái điểm yếu chí mạng của chiếc 3050 Ti ở đây, với 4GB RAM anh em có thể nhìn thấy trên hình, bộ nhớ của card RAM nó đã ăn cao nhất rồi, có khi lên đến tận hơn 4GB cơ. Nên là mức FPS của chúng ta với cái mức setting cao nhất không bao giờ lên được quá 100. Tổng số điểm cho ra sẽ là 5.752 điểm, cấu hình sẽ là hơi cao. Ở trên thị trường thì anh em thấy càng ngày sẽ càng nhiều cái tựa game AAA nó ăn nhiều VRAM hơn. Nên là với 3050 Ti, anh em vẫn có thể chơi được rất ngon nhưng mà chúng ta sẽ không thể mắc binh được nữa. Thêm nữa là mình cũng rút ra được một kết luận, với RAM 16GB sẽ là tối thiểu để anh em có thể chơi game được ở trong cái thời điểm hiện tại rồi. Thì anh em thấy khi mà mình chơi những cái tựa game AAA này, kể cả như là Liên Minh Huyền Thoại, cái mức RAM của nó ăn cũng rất là cao, luôn luôn là hơn 10GB. Qua quá trình mình test ở trong video này, chúng ta sẽ lại khẳng định một lần nữa là chiếc Acer Nitro 5 Tiger 2022 là một trong những chiếc laptop mát nhất và mạnh mẽ nhất ở trong tầm giá. Mình khá là thích với cái thiết kế của Nitro 5 này. Tuy nhiên, bên cạnh những cái ưu điểm đó thì chúng ta vẫn có những cái lỗi vặt rất là nhiều. Như là Liên Minh Huyền Thoại thì anh em sẽ tap ra cái thì out luôn game. Thứ hai là căn bản keep stock của nó thì hơi kém, và anh em thấy khi mà mình chơi Genshin các thứ, nhiệt độ có thể lên 91 độ C mặc dù là quạt nó gầm rú khá là nhiều. Và cuối cùng là một điều vừa là ưu và nhược điểm của nó, hệ thống tản nhiệt này làm mát cực kỳ là tốt, tuy nhiên tiếng ồn cho ra ấy thì rất khó chịu. Anh em có đồng ý với quan điểm của mình hay không? Và anh em thấy như thế nào về video này, hãy bình luận ở phía dưới cho mình biết nhé. Cảm ơn anh em đã xem video. Cái link mua hàng cho laptop Litho 5 Tiger 2022 cực kỳ là rẻ ở laptop TC, mình sẽ để phía dưới cho anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Và bonus thêm, anh em có đánh đổi cái tiếng ồn cao lấy nhiệt độ mát hay không?